Liên Hiệp Quốc mới đây đã hoan nghênh quyết định của Israel tạm dừng giao tranh vào ban ngày xung quanh một tuyến đường phía nam Gaza để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng cứu trợ. Dù vậy, thì Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi Israel tiến hành thêm các biện pháp cụ thể để loại bỏ việc cản trở hoạt động nhân đạo. Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA đã hoan nghênh thông báo của Israel, đồng thời bày tỏ hy vọng bước đi của Israel có thể dẫn tới những biện pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề cản trở viện trợ nhân đạo cho Gaza. OCHA cũng nhấn mạnh Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo sẵn sàng phối hợp với tất cả các bên để đảm bảo viện trợ có thể đến được với những người có nhu cầu ở Gaza. Trước đó, quân đội Israel thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự tại một số vùng ở phía nam giải Gaza vào ban ngày để tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo. Việc tạm dừng các hoạt động quân sự này sẽ được thực hiện dọc theo tuyến đường từ cửa khẩu Kerem Shalom đến đường Salah Al Din từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày, đến khi có thông báo mới.